Cười vỡ bụng với những ông Tây đến Việt Nam gây sốt mạng xã hội vì hành động chẳng giống ai. Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những ông Tây đến Việt Nam và gây sốt mạng xã hội vì những hành động chẳng giống ai. Có rất nhiều ông Tây đã đến Việt Nam và chia sẻ những trải nghiệm của họ trên mạng xã hội. Trong số đó có không ít người đã khiến cộng đồng mạng phải cười vỡ bụng vì những hành động hài hước và độc đáo của mình. Không riêng gì hình ảnh người đàn ông nước ngoài ngồi nhặt rau giữa sảnh sân bay. Trước đây, nhiều du khách quốc tế từng mua ngựa vàng mã, hoa cúc cắm bàn thờ, lan truyền khắp mạng xã hội. Ăn ốc luộc bằng kẹp gấp. Một trong những video gây sốt nhất trên mạng xã hội là video về một ông Tây ăn ốc luộc bằng kẹp gấp. Trong video, ông Tây này đang ngồi ăn ốc luộc ở một quán vỉa hè. Thay vì dùng tay để khêu ốc, ông ấy lại dùng kẹp gấp. Hành động của ông Tây này khiến nhiều người Việt Nam phải bật cười, bởi lẽ ăn ốc luộc bằng kẹp gấp là một điều khá lạ lẫm ở Việt Nam. Wow! Ông Tây đi xe máy với tốc độ chóng mặt. Một ông Tây khác cũng gây sốt mạng xã hội khi đi xe máy với tốc độ chóng mặt. Trong video, ông Tây này đang phóng xe máy trên một con đường ở Hà Nội. Ông ấy đi với tốc độ rất nhanh, khiến nhiều người đi đường phải hốt hoảng. Hành động của ông Tây này khiến nhiều người Việt Nam phải lo lắng, bởi lẽ đi xe máy với tốc độ cao là rất nguy hiểm. Hát karaoke bằng tiếng Việt. Một ông Tây khác lại gây sốt mạng xã hội khi hát karaoke bằng tiếng Việt. Trong video, ông Tây này đang hát một bài hát tiếng Việt rất hay. Ông ấy hát rất trôi chảy, khiến nhiều người Việt Nam phải ngạc nhiên. Hành động của ông Tây này khiến nhiều người Việt Nam cảm thấy vui mừng, bởi lẽ điều này cho thấy ông rất yêu thích Việt Nam và muốn tìm hiểu về văn hóa của đất nước này. Vỗ tay, vỗ tay! Ăn phở bằng muỗng. Một ông Tây khác lại gây sốt mạng xã hội khi ăn phở bằng muỗng. Trong video, ông Tây này đang ăn phở ở một quán phở ở Hà Nội. Ông ấy dùng muỗng để múc phở, khiến nhiều người Việt Nam phải ngạc nhiên. Hành động của ông Tây này khiến nhiều người Việt Nam phải cười vỡ bụng, bởi lẽ ăn phở bằng muỗng là một điều khá lạ lẫm ở Việt Nam. Tranh cãi, ông Tây ngồi nhặt rau giữa sảnh sân bay Nội Bài. Ngày 3 tháng 12, các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người đàn ông nước ngoài ngồi nhặt rau giữa sảnh sân bay Nội Bài, Hà Nội, gây tranh cãi. Trong ảnh, người đàn ông ngồi bệt, phía trước gồm nhiều bó rau được cho là rau muống, diếp cá, ngổ. Anh Tây sang Việt Nam chơi ít hôm, rách được ít rau đặc sản về làm quà. Lúc ở sân bay, thấy thời gian chờ check-in lâu quá nên anh mang ra nhặt. Nội dung bài đăng trên mạng xã hội. Hình ảnh này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thích thú cho rằng người nước ngoài cứ đến Việt Nam du lịch là hòa nhập luôn. Bên cạnh đó, một vài người nhận xét hành động ngồi giữa sân bay nhặt rau là hình ảnh xấu xí và nhếch nhác, ảnh hưởng các hành khách xung quanh. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, anh Kiên sống tại Nhật Bản cho biết hình ảnh được chụp khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 11 tại ga quốc tế sân bay Nội Bài. Một vài người bạn trong nhóm của anh đến hỏi chuyện và chụp ảnh cùng người đàn ông nước ngoài không rõ quốc tịch. Do bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi không nói được nhiều, chỉ chụp ảnh kỷ niệm, anh Kiên nói. Cho hay không rõ loại rau trên tay ông Tây. Anh Kiên cho biết thường xuyên bay giữa Việt Nam, Nhật Bản nên nhiều lần bắt gặp hình ảnh những người nước ngoài vô tư ngồi giữa sảnh sân bay như thế. Trước đó, phía sân bay không bình luận về hành vi của vị khách. Tuy nhiên, lãnh đạo sân bay Nội Bài đã yêu cầu lực lượng an ninh phải nhắc nhở các trường hợp tương tự để giữ gìn mỹ quan cho khu vực nhà ga. Trong bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách không vứt rác bừa bãi, không được ngồi, nằm, ngủ, nghỉ trên sàn nhà ga, không được bày biện ăn uống tại khu vực nhà ga, trừ các nơi theo quy định như nhà hàng, không được bôi bẩn lên tường, sàn nhà ga. Khách Tây mua hoa cúc cắm bàn thờ tặng vợ. Tháng 11, đoạn video ghi cảnh một vị khách nước ngoài cầm bó hoa cúc vàng đứng ở lối vào của sân bay quốc tế Phú Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều trang mạng xã hội có những dòng chú thích với nội dung khách Tây cầm hoa cúc vàng đón vợ Việt Kiều từ Đức về. Điều này khiến nhiều người cho rằng có lẽ người đàn ông nước ngoài không biết nên mới chọn nhầm loại hoa. Anh Tạ Hoàng Quân, người quay video, cho biết thông tin vị khách mang hoa cúc cắm bàn thờ đi đón vợ là không chính xác. Khu vực anh cùng vị khách đang đứng là sảnh nội địa. Thời điểm này có chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới Phú Quốc. Không lâu sau, anh và bạn còn chụp được cảnh vị khách mang hoa cúc tặng đối tác, bạn bè vừa đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tây mua ngựa vàng mã làm quà.
Hồi tháng 8, hình ảnh du khách Arnau Juan Endin, 44 tuổi, kiến trúc sư đến từ Mexico, cầm con ngựa bằng vàng mã, đứng ở quầy thủ tục lên máy bay ở sân bay Nội Bài, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Vị khách cho biết đã mua con ngựa với giá 100.000 đồng tại khu phố ở Hà Nội vì thấy nó đẹp. Tuy nhiên, khi ông Arnau lên máy bay, nhân viên hãng hàng không đã từ chối vận chuyển con ngựa giấy. Vị khách phải bỏ món đồ tại sân bay. Ông Arnau Juan Endin ôm con ngựa vàng mã tại sân bay Nội Bài được lan truyền trên mạng xã hội. Đến ngày 12 tháng 9, Arnau khoe trên trang cá nhân hình ảnh chú ngựa giấy vàng mã được chính những người bạn từ Việt Nam gửi sang. Ông cho biết rất xúc động vì nhận được món quà bất ngờ này. Cảm xúc đầu tiên của tôi là rất bất ngờ và xúc động. Bạn biết đấy, nhiều khi người ta hứa hẹn nhưng chỉ nói vậy thôi. Lần này họ nói và đã làm thật. Tôi nghĩ điều này một phần đến từ văn hóa phương Đông. Các bạn nói và đã làm, ông Arnau chia sẻ. Thế là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những ông Tây đến Việt Nam và gây sốt mạng xã hội vì những hành động chẳng giống ai. Qua video này, chúng ta đã thấy rằng Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, thân thiện, luôn chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Hãy like, share và comment để ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.